vẫn liên quan đến chính trị, bà Tôn Nữ Thể Trang và ông Nguyễn Xuân Tĩnh ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 15 tháng 3 bị tuyên án tù 12 năm tù giam và 9 năm tù giam với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Truyền thông nhà nước Cộng sản loan tin dẫn nguồn từ tòa án tỉnh Khánh Hòa về phiên xử hai người vừa nêu. Cáo trạng cho rằng trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 5 năm 2021, bà Tôn Nữ Thể Trang sinh năm 62 trú tại phường Cam Phúc Bắc đã tham gia nhóm có tên Tiên Rồng. Nhóm này bị Cơ quan Chức năng Việt Nam cáo buộc là phản động, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ông Nguyễn Xuân Tĩnh sinh năm 1982 trú tại phường Cam Nghị bị cáo buộc vào khoảng năm 2016 và năm 2019 dùng tài khoản Facebook cá nhân tham gia nhóm có tên là Việt Tân tương trợ. Nhóm này bị Cơ quan Chức năng Việt Nam cáo buộc là tổ chức ngoại vi, chịu sự chi phối và chỉ đạo của tổ chức Việt Tân từ Hoa Kỳ mà Việt Nam cho là tổ chức khủng bố. Tổ chức này bác bỏ cáo buộc đó của Hà Nội. Cáo trạng nêu rằng từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, Nguyễn Xuân Tĩnh tham gia khóa huấn luyện có tên là Phu Động Vì Nước và có nhiều hoạt động bị cho là chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.